âm thế gian khuất xa dần. Bóng đêm tối quay về, dối tra tinh toán những lọc lừa đã khiến bao mụi mê. Sao không đối với nhau bằng tình người, để oan than phải chất chồng, cứ thế sống trong bao hận thù. Cuộc sống lọc lừa nhau, người thì khoai trá tiếng cười, người thì tắt mất nụ cười, bụi trần chim đắm mê muội đầy thế gian. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa tan đêm mờ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thu chính nghĩa ở đời. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa tan đêm mờ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thu chính. À, ông thầy đây rồi. Chào ông bá hộ. Chào ông thầy. Cậu ông Hà khỏe Thiên. Không? Mời ngồi. Dạ, cảm ơn ông. À, xin lỗi. Bây giờ phải thưa quan trạng thì mới đúng phép tắc phải không? Thôi. Phép tắc cái gì không biết nữa. Hồi nhỏ nó cũng hay chạy qua đây chơi với con gái của ông. Thôi thì ông cứ coi nó như con cháu trong nhà là được rồi. Hồi xưa khác, nay khác chứ. Cậu ấy bây giờ đã có địa vị, tụi tôi chỉ là thứ dân, đâu có dám nhận thân sơ gì. Cha con của ông đúng là khác người ta đó nha. Ông tới đây hút thuốc à? Hôm nay bị sao? Cái ông này. Bộ có bệnh hoạn đau ốm thì mới ghé thăm ông được hay sao? Hôm nay á, Hà Thi cốt ý đến đây là để thăm con gái của ông. Bạn bè mà thăm nhau lúc này mới quý, đúng không con? Dạ đúng. Thưa bác, cháu muốn thăm nàng Ngọc Nhi có được không ạ? Tiếc quá, hôm nay con gái tôi nó đi hái thuốc chưa về. Nó mà gặp quan trạng ở đây nó mừng lắm đó. Hổm rài tới giờ nó về nó cứ buồn buồn, rồi than trách Hà Thi bây giờ đã là quan lớn, chắc đã quên con rồi. Hôm đám rước quan trạng về làng, nó có đi tới đó đón cậu mà cậu không nhìn ra nó đó. Vậy sao? Nàng Ngọc Nhi tuy nay đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, nhưng thoạt nhìn là cháu nhận ra ngay. Chẳng qua hôm đó vì đông quá, cháu không tiện dừng lại để hỏi thăm thôi. Chắc nàng ấy giận cháu lắm đúng không ạ? Không có giận đâu, chỉ buồn thôi. Nếu vậy cháu nhờ bác chuyển lời của cháu tới nàng. Hà Thi đây muốn mời Ngọc Nhi chiều mai tới cái nơi hàng nguyên tâm sự ngày xưa. Nơi mà ngày xưa lúc nào có buồn vui tâm sự gì tụi cháu cũng đều ra đó. Để xem ai quên ai trước. Vậy thì tốt quá. Được, xin mời. Xin mời. Cảm ơn thầy. Dạ mời thầy. Ngọc Nhi à, con có nhớ những lời ta dặn không? Lúc này á, ta vẫn chưa biết quan trạng hiện nay là ai. Có đúng là Hà Thi, bạn học của con ngày xưa hay là không? Nếu không phải, thì hắn là một kẻ rất là nguy hiểm. Con không thể coi thường được. Dạ. Nè, nhiệm vụ của con á là coi hắn có để lộ sơ hở để tự tố cáo mình hay là không. Con nhớ không? Con phải hết sức là cẩn thận. Những lời ta dặn con còn nhớ hay là không? Dạ, con biết rồi, con thuộc hết rồi, bá mẫu cứ yên tâm. Còn nữa nè, đây chỉ là làm nhiệm vụ thôi.
chứ không phải là hẹn hò với lại tình cũ thiệt đâu đó nha. Trang điểm với ăn bận cho hung vô. Rồi thôi Trần Trung, con chỉ muốn nhắc cho Ngọc Nhi nhớ thôi mẹ à. Có một câu nói mà từ hôm qua tới giờ nhắc tới nhắc lui, đại nhân không thấy chán hả? Ủa vậy hả? À, đại nhân hả? Bỏ chuyện tình cũ tình mới qua một bên đi. Hà Thi tới rồi. Thôi ta đi. Dạ. Vô làm việc đi. Chưa? Dạ. Mọi người vô vị trí. Dạ. Đi. Ngọc Nhi, nhớ thôi, lời ta dặn đủ đó. Rồi đi con. Ngọc Nhi. Hà Thi. Hóa ra Ngọc Nhi vẫn nhớ điểm hẹn của chúng ta. Khung cảnh ở đây không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà dường như chúng ta không còn như xưa nữa. Tất nhiên rồi, dáng vẻ bên ngoài thì phải thay đổi thôi, nhưng trong thâm tâm ta, Ngọc Nhi và Hà Thi vẫn là hai đứa trẻ hồn nhiên và trong sáng. Nhưng hình ảnh đó rất đẹp, và ta luôn muốn giữ gìn nó. Ngọc Nhi, nói đi con. Con nhớ con đường ngày xưa hai đứa đến chỗ học hay không? Rồi con nhớ hai đứa trốn học rồi bị thầy bắt được phạt đánh đòn hay là không? Rồi con nhớ những lời hứa hẹn ngày xưa với Ngọc Nhi không? Nói đi con. Nói đi. Nhớ không? Bộ mẹ đang làm thơ hả? Hay là mẹ vô đóng vai Ngọc Nhi luôn đi. Để ta đóng. Mẹ bị liệu đó mà. Thật vậy sao quan trọng? Ngọc Nhi cứ tưởng ngài đã quên tiện nữ quê mùa này rồi chứ. Trong ngày vinh quy bái tổ, ngài lướt qua tiện nữ giống như là lướt qua cái cột nhà vô tri vô giác vậy. Ta xin lỗi Ngọc Nhi. Thật ra hôm đó đông người quá, trời lại nắng gắt, ta qua hết cả mắt nên không nhận ra nàng. Nhưng ngược lại, nàng vẫn đang có lỗi với ta đó. Ngọc Nhi mạo phạm ngài hả? Phải, nàng không được phép gọi ta là ngài nữa. Ngài. Tắt cho bạn hắn. Tôi sợ sợ. Tắt cho bạn hắn đi. Thôi chết rồi, câu này đâu có ở trong tù đâu. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Xin thứ lỗi. Tại vì nước nó văng lên áo của công tử. Cũng may là có mình hữu cứu giúp. Xin thứ lỗi. Và tài lỡ tài. Xin thứ lỗi hai vị. Xin thứ lỗi. Không sao đâu. Hà Thi, hay là chúng ta qua chỗ khác nói chuyện nha. Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi có còn nhớ ngày xưa Ngọc Nhi rất thích ta làm như vậy? Có lần ta lỡ tay đẩy mạnh quá, cái hai đứa té lăn xuống đất. Ngọc Nhi nhớ rồi, có lần ông bá hộ chạy ra thấy như vậy là quá trời luôn, cứ tưởng là Ngọc Nhi ăn hiếp thiếu gia rồi còn đầm mét thân phụ của Ngọc Nhi nữa. Nói gì vậy mẹ? Trời ơi, mẹ cũng như con thôi. Nhưng mà có văn tả ở đó, chắc chắn văn tả sẽ nghe được. Quan Trạng nè. Không, Hà Thi. Hà Thi có nhớ hồi nhỏ tụi mình đi đến lớp bằng con đường nào không? Đi đường Cái Quan, chứ đường nào nữa? Không phải. Ý của Ngọc Nhi muốn hỏi là cái con đường bí mật là lối đi riêng mà tụi mình hay đi đó. Ngọc Nhi, nàng bị làm sao vậy? Làm gì có lối đi bí mật nào? Vậy là Hà Thi không biết rồi. Thôi chết rồi. Không biết thì sao? Ai chết? Suốt khoảng thời gian tụi mình học chung với nhau, tụi mình thường hay rủ nhau đi lối đi đó. Không lẽ Hà Thi mất trí nhớ đến nỗi Hà Thi không nhớ lối đi đó sao? Có lối đi bí mật nào đâu, ngoài cái hang nhỏ luồn sau lưng đi ngang qua chùa dẫn ra cánh đồng thượng thôi à. Đúng rồi, đúng là cái lối đi đó rồi. Hà Thi giỏi quá. Lúc đó tụi mình hay băng ngang cái hang đó. Cùng hái trái cây rồi cùng trốn cha mẹ. Đúng rồi, Hà Thi nhớ ra rồi đó. Thank you.
Thôi đi. Chuyện đã trở nên như vậy rồi mà còn thổi sáo nữa. Nhưng mà phải công nhận là Quan Trạng rất thông minh giả hoạt. Giống như là biết cô nương Ngọc Nhi sẽ nói với mình trước điều gì vậy. Xin lỗi bạn nghe bà Lâm, tại hai người nói nhanh quá, không có chỗ nào hở hết trơn hết trọi. Tôi nhắc lời không có kịp. Nhắc cái gì? Tuồng đã có sẵn trong đầu của Quan Trạng rồi. Nói như vậy mọi người vẫn không tin là đây chính là Quan Trạng sao? Đúng vậy. Nhìn hắn có vẻ rất là xảo quyệt. Trời đất, thật ra Quan Trạng chính là Hà Thi đó. Lúc đầu Ngọc Nhi cũng ngờ ngợ, nhưng mà càng trò chuyện với y nhiều hơn thì thấy là y không quên chuyện gì của ngày xưa cả. Và thậm chí ngay cả thói quen của ngày bé không sai đâu. Có, ta có chứng kiến. Thấy cảnh nàng mừng rỡ khi mà được người bạn cũ quấy một vòng trên không. Cái gì mà nói chuyện trớt quớt vậy? Thay vì bây giờ ta ngồi đây nói chuyện không đâu á, thì ta tìm cách cho tên Hà Thi tới thăm nhà bà Lý. Chứ nếu mà ngồi đây á, nói tới nói lui một hồi là sinh ra chuyện đó. Thăm á thì cũng đã thăm rồi, nhưng mà có cái gì mới đâu. Sao không có chứ? Bây giờ đưa tên Hà Thi tới thăm bà Lý, rồi mình quan sát từng động tĩnh, từng hành động của hắn như thế nào. Nếu thật sự tên Hà Thi á, là con ruột của bà Lý như bà Lý nhận, thì chắc chắn á, là tên Hà Thi phải nhìn mẹ nó nằm liệt giường liệt chiếu như vậy á, thì hắn phải động lòng chứ, đúng không? Chính xác. Ý của bá mẫu rất hay. Nhưng ai sẽ là người dẫn dụ tên Hà Thi này tới làng cát gặp bà Lý? Chắc gì hắn chịu đi. Người dẫn dụ tên Hà Thi này tới làng cát đó, theo tôi thấy á, thì không có ai khác hơn ngoài Ngọc Nhi cô nương. Lại là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à, con thấy thì sao? Dạ, con thấy chuyện này cũng dễ mà bá mẫu. Con sẽ kể cho Quỳnh ấy nghe tình cảnh về một bà mẹ mất con. Con nghĩ Quỳnh ấy cũng không hẹp hòi gì để mà ghé thăm an ủi. Hay lắm Ngọc Nhi, vậy thì hãy theo ta nói như vậy nè. Lại đây. À, con trai. Thưa cha. Con đã về rồi hả? Dạ. Sao rồi? Con đã gặp Ngọc Nhi chưa? Mọi việc ổn cả chứ? Tất nhiên. Cô ta làm sao qua được bắt con hả cha? Vậy là tốt. Không hiểu sao cứ mỗi lần con đi ra khỏi nhà một mình mà không có cha bên cạnh, cha lại thấy lo lo. Cha sợ con bị những kẻ tiểu nhân gài bẫy hãm hại. Cha cứ yên tâm đi. Mọi chuyện con đã lường trước hết rồi. Cha, con cảm ơn cha vì đã kể cho con cặn kẽ về Ngọc Nhi và kể cho con tất cả những câu chuyện lúc con còn nhỏ. Tốt. Tốt. Con ơi, con. Ngọc Nhi từ nhỏ đã mất mẹ. Dạ, nhưng mà còn mẹ thì chắc chắn là Ngọc Nhi sẽ không bao giờ cam tâm đứng nhìn bà ấy như vậy đâu. Đúng. Bà ta đúng thật là một bà mẹ rất tội nghiệp. Liệu ta có thể giúp gì được không? Do Hà Thi rất là giống Nguyễn Sinh, con trai đã mất của bà ấy. Do nhất thời bà ấy không thể nào chịu nổi cú sốc này, nàng đã lâm bệnh nặng. Hà Thi có thể thường xuyên đến thăm và an ủi bà ấy được không? Người giống người chỉ có thể giống nhau ở bề ngoài, chứ tập tính làm sao y hệt như nhau được. Dù ta có cố gắng đến mấy cũng không thể nào thay thế con trai của bà ấy được. Không được đâu. Hà
Bệnh này thuộc dạng tâm bệnh, do uất ức dồn nén làm cho máu huyết không được lưu thông. Nó có thể sinh ra biến chứng, làm cho người bệnh chết bất đắc kỳ tử đó. Vậy thì tốt nhất mọi người nên khuyên bà ấy chấp nhận sự thật đi, là con trai bà ấy đã chết rồi. Nếu càng kéo dài sự việc này sẽ làm bà ấy kiệt quệ hơn đó. Con Nguyễn Sinh, con ơi, con ơi, con ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Bà Lý, bà nghỉ ngơi đi. Không, tôi không phải con bà. Đừng bỏ mẹ đây con. Bà Lý, tôi là Hà Thi, không phải con bà. Không ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Con ơi, tội nghiệp quá. Ơi, đừng bỏ mẹ. Ngọc Nhi, ta muốn giúp bà ấy một ít tiền thuốc thang, có được không? Lúc đứng nhìn bà Lý mê sảng gọi tên con, Ngọc Nhi muốn rớt nước mắt. Vậy mà Hà Thi cứ bình thản, chẳng chút mảy may xúc động. Hắn ta chỉ đóng tuồng mà thôi. Không thể, cảm xúc thì không thể nào mà đóng tuồng được. Hà Thi chỉ có một chút động lòng khi thấy bà Lý bệnh nặng như vậy thôi, nên có quay qua ngỏ lời muốn giúp một ít tiền thuốc thang. Chẳng lẽ bà mẹ nhận lầm thiệt sao? Hà Thi thân là quan trạng, chúng ta chỉ là một viện đường nhỏ, đâu thể một hai ép quan trạng phải cắt máu, thử huyết thống. Và lại mọi thử nghiệm lẽ phải đều thuộc về quan trạng hết. Đại nhân, Minh Hữu có một cao kiến. Minh Hữu nhớ đến một câu chuyện mụ ngôn, mẹ thật mẹ giả cùng tranh giành một đứa con. Lúc đó quan huyện xử sự để đứa con chính giữa, cho hai bà mẹ nắm hai cánh tay của đứa con. Sau đó hai bà mẹ dùng sức kéo đứa con về phía mình. Nếu bà mẹ nào kéo đứa con về phía mình được thì đó là bà mẹ thật. Nhưng bà mẹ thật thì buông tay ra vì sợ đứa con mình đau, còn bà mẹ giả thì cố sức kéo về mình. Đại nhân, chúng ta hãy thử cách đó. Minh Hữu nghĩ chắc chắn sẽ thành công. Minh Hữu, người hay lắm. Đa tạ đại nhân. Chuyện này ngươi biết thì Hà Thi cũng biết. Ngươi tưởng Hà Thi là con nít à? Thì ra là nó đã đưa con đi gặp bà Lý. Không phải tự nhiên mà Ngọc Nhi lại xuất hiện và tỏ ra thân thiết với con như ngày xưa. Chắc chắn là phải có âm mưu gì đó. Nè con, con phải cẩn thận, không được để cho con nhỏ này nó làm mình lung lạc nghe chưa. Cha ơi, cha đừng có lo, Ngọc Nhi thì làm sao qua mắt được con. Mà cha, hình như là cô ấy có quan hệ gì đó với tên quan Trần Trung. Đều là một dục với nhau cả thôi. Quan hệ của họ thân thiết thế nào thì cha chưa rõ, nhưng nhìn chung là một kẻ lắm mưu lược, con tuyệt đối không thể coi thường. Trần Trung chỉ là một tên hạ quan hèn mọn, so với lại một quan trạng chứ con, làm sao hắn dám đụng. Khi chưa có chứng cớ thì hắn luôn tỏ ra lễ độ một phép. Bằng ngược lại, ngay cả thẩm đốc của triều đình còn bị hắn cho về giường kia kìa. Như vậy ý cha là ta phải đánh phủ đầu trước, để cho hắn biết thân biết phận của mình. Con phải chủ động mời hắn ra nói chuyện. Muốn trắng ra trắng, muốn đen ra đen, chứ cứ cái kiểu mập mờ nai rình mai rậm, nghi ngờ kiểu này thì phải tức chết đi được. Mời đại nhân. Không biết là hôm nay có chuyện gì vui mà quan trạng lại có nhà hứng mời Hạ Quan qua đi uống rượu vậy? Có gì đặc biệt đâu, chẳng qua tại hạ mến mộ tài đức của đại nhân, cho nên muốn kết bạn tâm giao thôi.
Ngài quá khen rồi. Tuổi trẻ tài cao như ngài, nay mai về kinh mới đúng là rồng mây gặp hội. Sao ngài biết được chuyện này? Để ta nói cho ngài nghe một bí mật của ta, là chuyện đại sự của ta đó. Hôm ta gặp hoàng thượng để nhận áo mão trạng nguyên, người có nhã ý muốn gả con gái út cho ta đó. Thật sao? Thật là hồng phúc, xin chúc mừng ngài, chúc mừng phò mã tương lai. Thánh chỉ cũng chỉ tới trong nay mai thôi, lúc đó đại nhân có muốn chúc mừng ta cũng chưa muộn mà. Phải, hy vọng là ta sẽ có ngài đến đây chúc mừng ngài lần nữa. Ý đại nhân nói như vậy là sẽ không có ngày hôm đó à? Hạ quan chỉ quen miệng thôi, nhưng đây chỉ là cách nói thông thường. Sao quan trạng có vẻ giật mình như vậy? Ta không có tật thì tại sao phải giật mình? Ta có câu này hay hơn cho đại nhân đây: gian thật thì không sợ lửa. Gian thật không sợ lửa, nhưng quan trạng có sợ lửa không? Cuộc đời ta ghét nhất những kẻ ăn nói ám chỉ, có hành xử thiếu quang minh chính trực, lén lén lúc lúc rình mò theo dõi. Là dân thường ít học thì không nói làm gì, nhưng làm quan mang áo mão cân đai của triều đình thì phải biết cư xử làm sao cho đúng mực chứ. Hay quá, chí phải. Hạ quan lúc nào cũng tâm niệm như vậy, cần phải lột mặt những kẻ giả danh đội lốt, càng sớm càng tốt. Xin mời. Dạ bẩm quan, ngoài kia có một gã tiều phu đòi vào gặp ngài, nói là trả ơn gì đó. Trả ơn? Dạ. Ta có quen ai như vậy đâu? Dạ, gã nói là đã từng gặp ngài khi ngài còn là học trò, và ngài cũng đã từng mời gã đến thăm gia trang. Vậy thì hạ quan xin phép được cáo từ. Chúng ta sẽ còn ngồi đàm đạo với nhau chứ? Nhất định rồi, cáo từ. Đưa tên tiều phu đó ra cửa sau gặp ta. Dạ. Mời thúc thúc vào nguyện đường, đại nhân có chuyện cần gặp người. Mời. Dạ dạ. Dạ bẩm quan, đây là số tiền mà Trạng Nguyên đã cho tôi. Tôi đâu có làm gì sai đâu mà bắt tôi về đây chứ? Không sai, nhưng bản quan cần làm rõ, bởi vì có những dấu hiệu rất là mờ ám. Tại sao Trạng Nguyên lại cho tiền ông? Ông đã làm gì cho Trạng Nguyên mà để được cho số tiền này? Tôi đâu có làm gì đâu. Có phải ông tới gặp quan Trạng để kể ơn chuyện gì đó phải không? À, chuyện đó đó hả? Trời, có gì đâu. Hồi trước á, tôi có giúp cậu một chuyện, hồi cậu còn là học trò đó. Xong rồi cậu nói với tôi, sau này đến Hà Gia Trang ở làng Tre để cậu tạ ơn cứu tử. Nhưng tại tôi ngại quá. Nhưng mà bây giờ do cuộc sống gần đây khó khăn quá, cho nên tôi mới tìm tới cậu. Ông biết quan Trạng từ thuở đó sao? Vậy so với bây giờ có gì khác không? Dạ, cũng có chút chút á. Hồi đó thì nhìn cậu thư sinh mà trẻ lắm, chớ không có nghiêm nghị và già như bây giờ. Nhìn cậu khác lắm. Còn tôi á, chắc cũng khác nhiều lắm, cho nên cậu không nhận ra tôi. Không nhận ra ông? Rồi sao nữa? Dạ, vì tôi bí quá, tôi phải kể lại cái chuyện hồi trước cho cậu nghe. Mà cũng may cậu nghe xong á, cậu nhớ liền ha. À, cậu mới cho tôi tiền này nè. Nhưng mà
Nhưng mà sao? Cậu dặn tôi là đừng cho ai biết chuyện này. Còn tôi thì thiệt là. Bây giờ bán quan yêu cầu ông kể lại chi tiết chuyện ông đã gặp quan trạng thời trẻ. Và ông đã làm ơn như thế nào? Dạ, hồi bữa đó, cậu đi ngang rừng. Chút nữa bị cọp vồ. Tôi đang đốn cây gần đó. Tôi nghe tiếng cậu kêu cứu. Tôi mới chạy ra, quơ đại cây rìu, đuổi con cọp đi. Nhưng mà không may, cây rìu của tôi trúng vào vai cậu. Thiệt tội nghiệp cậu hết sức á. Vậy thì chém trúng vai à? Có để lại sẹo không? Dạ, tôi cũng không biết nữa. Lúc đó máu chảy ra nhiều lắm, nhưng mà chắc không sao đâu. Tại vì lúc đó tôi có băng bó cho cậu kịp thời mà. Máu ra nhiều, vậy là sâu lắm. Chắc chắn sẽ để lại sẹo. Vai trái hay vai phải, ông nhớ không? Tôi quơ cây rìu từ phía sau bổ xuống. À, vai phải. Hay lắm. Như vậy là trời thương chúng ta rồi. Bác Tiêu. Dạ. Đây là tiền của bác, bác cứ giữ lấy. Dạ. Ta muốn nhờ bác một chuyện. Có chuyện gì, quan cứ nói. Nó phù hợp với đạo đức, lương tâm của con người. À, nóng quá. Nè, ăn đi. Đa tạ tráng sĩ. Đa tạ tráng sĩ. Nè, tôi tên là Dương Võ, không phải tráng sĩ đâu. Đứng lên đi. Dù không nhớ tên mình là ai, với lại nguyên do vì sao chết thục giữa rừng già, nhưng ơn cứu mạng của tráng sĩ tôi không bao giờ dám quên đâu. Không bao giờ quên đâu. Không có gì đâu. Thấy việc phải, đương nhiên là phải làm thôi. Ăn đi. Công nhận ân nhân tốt quá. Chắc là được nhiều người yêu quý lắm ha. Ta hả? Ngược lại thì có. Có rất nhiều người tốt với ta, mà ta lại phụ lòng họ. Sao mọi người tốt với Dương Võ mà Dương Võ lại phụ lòng họ? Kỳ quá vậy. Mà người nói cũng phải. Tại sao người ta đã giúp mình, vậy mà sao ta lại bỏ họ đi? Trong khi họ đã mang lại cho ta một cuộc sống no ấm, một gia đình hạnh phúc. Trời ơi, Dương Võ là Dương Võ, tại sao người lại ngu quá vậy? Dương Võ đâu có ngu. Tôi mới là người ngu nè. Tên của tôi còn không biết nữa mà. Cũng tội nghiệp cho ngươi, không thể nhớ được tên của mình. Ta đã quyết định rồi. Ngày mai ta sẽ quay về nhà, gặp lại anh em và bá mẫu. Ta không đi giang hồ nữa đâu. Còn ngươi, ta thấy ngươi lành lặn khỏe mạnh rồi. Vậy thì bây giờ muốn đi đâu thì đi đi. Tôi biết đi đâu bây giờ. Tôi biết có mỗi mình Dương Võ à. Dương Võ đừng có bỏ tôi. Đừng có bỏ tôi nha. Ngươi đòi theo ta về nhà hả? Thôi không có được đâu. Lần trước ta đã sai lầm, vẫn có gặp cái về nhà. Đợi tới già rồi. Thôi không có được đâu. Ta không dẫn ngươi về nhà đâu. Đừng theo ta nữa. Dương Võ làm ơn, làm ơn cho chót, dẫn tôi theo về nhà với. Tôi biết của mình Dương Võ à. Đừng bỏ tôi nha. Ta nói rồi không được đâu. Ta không dẫn ngươi về nhà được.
Tôi lại Dương Võ. Đừng bỏ tôi mà. Tôi lại Dương Võ. Cho tôi đi với. Tôi lại Dương Võ nữa nè. Dương Võ ơi, đừng bỏ tôi mà. Đợi tôi với. Dương Võ. Xin chào Quan Quyền. Bản chức xin thưa trước với Quan Trạng. Do vụ kiện đòi con của người đàn bà họ Lý thiếu chứng cứ rõ ràng, cho nên là không tiện mang ra xét xử công khai vì e là sẽ mạo phạm. Hôm nay ta mời ngài tới đây vì đã xuất hiện một nhân chứng mới để trả lại sự trong sạch cho ngài. Không gì bằng ta hãy đối chất với nhân chứng trước sự chứng kiến của mọi người ở đây. Ngài có đồng ý không? Đây là chuyện liên quan tới danh dự của ta và luân thường đạo lý của xã hội nói chung. Nếu như công khai xét xử trước mặt mọi người ở đây để lấy đây làm một bài học răn đe bá tánh và kẻ quan quyền thì ta chẳng có gì phải ngại ngùng. Đối chất thì đối chất, nhưng ta chỉ sợ có kẻ nào đó háo thắng rồi đem tất cả những công lao đã gây dựng của mình đổ sông đổ biển trong phút chốc. Hạ quan chưa bao giờ có việc điều tra phá án, đem lại công bằng và sự bình an cho bá tánh là điều thăng tiến trong sự nghiệp cả, mà đơn giản đó chỉ là lương tâm và chức trách. Cho mời nhân chứng vào. Dạ, chào đại quan. Ông hãy khai rõ tên tuổi của mình. Dạ thưa, tôi họ La, tên Đinh, làm nghề tiều phu, hằng ngày vào rừng đốn củi độ nhật. Ông có biết người ngồi bên cạnh ta là ai không? Và đã gặp ở đâu rồi? Dạ, dạ thưa biết, nhưng mà cũng không có chắc lắm. Vì sao không chắc? Thưa, cách đây 2 năm, tôi có gặp một cậu học trò tên là Hà Thi băng ngang qua rừng. Cậu đó cũng giống người này. Ông có biết người này là ai không? Dạ thưa, là Quan Trạng Hà Thi. À, cậu học trò Hà Thi đã gặp ông ngày xưa, nay đã đỗ đạt hiển danh và đang là trạng nguyên. Vì sao ông nói giống mà biết đây là Quan Trạng Hà Thi? Vì tôi mới gặp lại ngày hôm qua ở Hà Gia Trang. Ông phải quen thân lắm mới được đến Hà Gia Trang và được gặp Quan Trạng. Thưa dì, khi Quan Trạng còn là cậu học trò Hà Thi, tôi đã từng cứu cậu ấy. Và cậu ấy còn dặn tôi là sau này có khó khăn gì thì cứ tìm tới Hà Gia Trang. Nay thấy cậu trở thành Quan Trạng nên tôi cũng muốn đến chào và nhân tiện. Ông hãy nói rõ, ông đã cứu tử Hà Thi như thế nào? Thưa, hôm ấy tôi từ ở trong rừng ra nghe tiếng cọp gầm và nghe tiếng la thất thanh. Khi tôi vác rìu chạy tới thì tôi thấy con cọp đang dồ một cậu thanh niên. Tôi liền giơ rìu lên chém, con cọp bỏ chạy. Còn cậu thanh niên đó thì sao? Cậu ấy đã thoát chết, nhưng bị cây rìu của tôi chém sượt qua vai, cũng khá sâu. Sau đó thì người nhà đưa đi chạy chữa. Vết thương đó có khả năng để lại sẹo không? Dạ chắc chắn là có, ở vai phải. Nói cách khác, Hà Thi, tức Quan Trạng đây, phải có một vết sẹo bị chém ngay bên vai phải, có đúng như vậy không? Dạ chắc chắn là có. Và câu hỏi cuối cùng ta dành cho ông. Ngày hôm qua khi gặp lại Quan Trạng ở Hà Gia Trang, ông có nhắc lại chuyện này không? Thưa, tôi có vật muốn trình lên quan. Vật gì? Lúc đó Quan Trạng không có nhận ra tôi, còn nói là tôi khác lắm. Khi tôi kể lại chuyện cứu tử thì Quan Trạng sai người cho tôi số bạc này và nói là tôi hãy đi xa, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Vậy là đã đủ.
Cảm ơn ông. Quan Trạng, ngài đã nghe rõ ràng những gì mà người tiều phu này nói. Xin hỏi ngài có cao kiến gì chăng? Không phải lòng vòng nữa. Trần Trung, có phải ông muốn ta chứng minh thân phận Hà Thi của mình với vết sẹo trên vai phải hay không? Quan Trạng anh minh. Trần Quyện Quan lừng danh đây sao? Ta không ngờ ông lại tin chứng cớ vô thưởng vô phạt từ một cái kẻ bá dơ như vậy. Ông nghĩ ông lật mặt được ai đó như vậy sao? Hạ quan tin vào công lý, trước sau sự thật cũng sẽ ra ánh sáng. Sự thật? Sự thật nào? Sự thật là từ người mẹ đau khổ nhà họ Lý, và từ người đã vô tình để lại vết sẹo trên vai phải của Hà Thi. Trần đại nhân, ông quá tự tin rồi đó. Chẳng lẽ người tự tin trong lúc này không ai khác là Quan Trạng sao? Ngài hãy chứng minh sự trong sạch của ngài đi, rằng ngài chính là Hà Thi với vết sẹo bên bả vai phải. Nếu như ta không có vết sẹo, vậy thì ngài là ai? Còn nếu như ta có vết sẹo, tất nhiên ngài là Hà Thi rồi. Trần Trung, ta hỏi lại ông lần cuối, ông vẫn cương quyết muốn ta chứng minh thân phận của ta bằng cách cởi áo giữa con đường này sao? Bản chức đang làm đúng trách nhiệm của mình, thưa Quan Trạng. Xin ngài hãy cởi áo ra cho tất cả mọi người ở đây xem vết sẹo trên vai phải của ngài. Ngươi thật quá đáng. Ngươi coi áo mão vua ban cho ta chỉ là mớ giấy lộn thôi sao mà muốn ta cởi là cởi? Vậy ngài có cách nào mà cho mọi người ở đây xem vết sẹo mà không cần phải cởi áo thì bản chức xin hoan nghênh. Láo thật. Được, tất cả nghe ta nói đây. Ta sẽ đồng ý cởi áo của mình ra với một điều kiện. Điều kiện gì? Ta không cần cái đầu của ngươi. Ta chỉ cần ngươi dám lấy chức quan quèn của ngươi ra để đảm bảo. Ngươi dám đánh cược với ta không? Chức vụ của Trần Trung này, vua quen cũng thuộc về triều đình. Ngài có thể kiến nghị bãi miễn được mà. Được. Tất cả các ngươi hãy mở to mắt mà nhìn đi. Tên tiều phu phản phúc kia, tao có bạc đãi ngươi bao giờ đâu mà ngươi dám vu cáo ta làm loạn cả con đường này lên. Xin quan trạng tha tội. Ngươi ép ta với tội phạm, hạ nhục hình ảnh của một đương kim quan trạng, tội này đáng chết. Ta sẽ xử lý thật nặng để làm gương cho dân chúng. Dạ, xin tha mạng. Dạ. Là do Quyện đại nhân kêu tiểu nhân tố cáo chị Mặc Quan Trạng là người giả mạo. Ngươi nói cái gì đó hả? Tên tiều phu kia, nói cho ta biết, hắn đã cho ngươi cái gì để ngươi phải làm như vậy? Dạ, Hoàng Quyện có cho tôi một số bạc. Đó là tiền thưởng mà Hoàng Quyện cho tôi để tôi đứng ra làm chứng, còn một chuyện khác để ngài lo. Ngươi! Trần Trung Quan Quyện, ta đã cảnh báo ngươi nhiều lần, nhưng ngươi vẫn cố chấp hút đầu vào đá. Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần mà giải trình chuyện này cho Hoàng thượng biết đi. Ta sẽ trình tấu sớ gửi về cho ngươi trong nội nhật ngày mai. Con đúng là đoán như thần, cha phải bái phục đó nha. Nếu không có cha trợ giúp, con còn ngồi được ở đây sao? Chẳng qua là do hai cha con mình tâm đầu ý hiệp thôi. Dạ. À, mà còn cái tay quan trung kia, cha không hiểu sao hắn có mục đích gì, lợi lộc gì, mà tại sao suốt ngày cứ đâm đầu vô bươi mất chuyện riêng tư của gia đình mình chi không biết nữa. Cha cứ yên tâm đi,
sau ngày hôm nay, hắn sẽ không có cơ hội nào để mà đụng tới gia đình mình nữa đâu. Dựa vào đâu mà con lại dám chắc như vậy? Nếu như con tính toán không lầm, nội nhật ngày hôm nay sẽ có thánh chỉ tới. Vậy à? Dạ thưa ông, có sứ giả tới ạ. Mời vào. Tân Trạng Nguyên Hà Thi nhận chiếu chỉ. Phụng Thiên Thừa Dận, Hoàng đế chiếu giết. Trẫm nay truyền lệnh Tân Trạng Nguyên Hà Thi, sau khi dinh quy bái tổ, sớm hồi trào để nhận quan ứng và sứ mệnh mới như đã hứa, và được sự đồng thuận của công chúa Quỳnh Hoa, ta gả công chúa Quỳnh Hoa cho Tân Trạng Nguyên. Trạng Nguyên Hà Thi lãnh chỉ. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người ơi, hôm nay Ngọc Nhi có nấu chay đậu xanh, đem qua đây cho mọi người dùng cho nóng. Để Ngọc Nhi xuống nhà dưới lấy chén nha. Thôi con à, sang thăm là được rồi, không cần phải đánh trống lảng như vậy đâu. Bá mẫu, thiệt á là con không qua mắt được mọi người, nhưng mà nhìn ai cũng thảm quá à, con chịu không có nổi. Thảm mà cô còn thấy được mặt là tốt rồi. Hả? Ủa? Vậy con... Trần Trung, nó bỏ nhà đi từ sớm rồi. Chắc là không sao đâu. Trần đại nhân cũng cần đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi. Để con chạy ra ngoài tìm cho. Cô người, cô thuộc nhân. Ai đó? Tên kia, đứng lại. Ông ơi, ông ta chết rồi. Từ ngàn xưa trên thế gian ta dẫu biết rằng cuộc đời đôi khi không như giấc mơ, thì thôi ta cứ sống cho qua ngày mai, không oán than, không trách móc số phận an bài. Dù cho ta đang trắng tay, ta chưa có giàu sang. Dù cho ta đêm từng đêm với những ước mơ, thì thôi ta sống sao để những ngày sau nhiều phong ba, nhiều đắng cay, ta vẫn là ta. Cuộc đời ta có đen có trắng có đổi thay, đừng tham lam sân si làm điều xấu xa, đừng gây thêm oán ân đời sau sẽ nở, sẽ xót xa sẽ khổ đau tròn kiếp con người, đừng gieo thêm